Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình chia sẻ một mẹo hay để các bạn có thể tẩy xóa mật khi mà mật dính trên áo trắng như thế này nha các bạn nha. Đây là viết bút bi nha các bạn. Đó, thì chúng ta mặc áo trắng đó, vô tình mà chúng ta bị dính mật như thế này ha, dính mật lên. Đó, dính mật lên như thế này và các bạn không biết làm sao để cho nó có thể bay, cho cái màu viết này nó bay đi hết. Thì các bạn hãy áp dụng theo cách này của mình. Mình có một cái mẹo rất là hay luôn. Mẹo này á, nó sẽ tẩy xóa được mực bút bi này nha các bạn nha. Đây, đây là một bút bi này các bạn. Thì để cho các bạn có thể nhìn và biết được đây là bút bi á, thì mình sẽ gạch thêm một đường nữa ha. Rồi, thì các bạn sẽ áp dụng một loại nước hoa nha các bạn nha. Nước hoa nào cũng được, miễn là nó nước hoa màu trắng và nó không cần biết nó rẻ tiền hay là nó mắc tiền ha, thì nó chỉ cần là nước hoa màu trắng thôi, có nước màu trắng thôi nha các bạn nha. Đó, rồi thì các bạn sẽ xịt lên đây cho mình. Rồi mình sẽ xịt lên nè các bạn coi nha. Đó, các bạn xịt cho nó ướt luôn nha các bạn nha. Thì các bạn thấy nè, bây giờ vết mực nó rõ hơn và nó đang tan ra nè các bạn ha. Các bạn nhìn nha. Đó, các bạn xịt cho nó ướt nha. Đó, rồi các bạn sẽ để cho nó ngấm dần chút xíu ha. Các bạn để cho nó khô chút xíu thì cái mực này nè các bạn, nó sẽ tự động tan ra ha, tan ra, tan theo ra cái nước này luôn. Khi mà cái nước hoa này nó bốc hơi lên thì nó sẽ tan ra hết các bạn nha. Rồi mình sẽ để một chút xíu nữa rồi mình sẽ xịt thêm một lần nữa thôi, thì mình xịt chừng vài giọt thôi, nó cũng không là bao nhiêu tiền của một chai nước hoa như thế này nha các bạn nha. Rồi sau khi nước hoa nó khô các bạn thì nó vẫn còn một ít nè các bạn, thì mình sẽ xịt thêm vài giọt lên đây nữa và mình sẽ áp dụng thêm vài động tác, đó là mình sẽ vò vò chút xíu nha các bạn nha. Rồi mình sẽ dùng hai tay mình vò nó các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy nè, đó sau khi mình vò đó, thì nó đã tan ra hết rồi và chỉ còn một ít thôi nha các bạn nha. Đó, chỉ còn một ít như thế này thôi, nó rất là đơn giản luôn. Đó, thì một ít như thế này thì nó quá dễ rồi. Thì mình chỉ cần để vào xà bông và mình dò thêm một chút xíu nữa thôi là nó sẽ tan biến luôn nha các bạn nha. Và cái áo của mình đó là trở lại trắng sáng như mới nha các bạn nha. Và như chưa từng dính mực luôn nha các bạn. Đó thì đây chính là một mẹo rất là hay và mình muốn chia sẻ đến cho các bạn. Khi mà áo trắng của các bạn á bị dính mật bút bi như thế này thì các bạn cứ áp dụng theo cách này của mình, lấy dầu thơm để tẩy xóa đi cho nó mất cái vết mực đó nha các bạn nha. Và miễn nó là mật bút bi thì mực màu gì nó cũng đều tẩy xóa được hết nha các bạn nha. Và các bạn chỉ cần các bạn áp dụng theo cách này của mình thôi nha. Rồi thì video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.